Khoan, dừng khoảng là 2 giây. Chưa bao giờ giá xe lại giảm đến kịch sàn như thế này nha anh chị. Hiện tại để lăn bánh được một chiếc GLC 300 Formatic 2023 gần 3 tỷ. Và đây chưa đến 50% giá trị xe mới đã sở hữu được GLC 300 Formatic cuối 2018. Xe màu đen, nội thất nâu, xe một chỗ từ đầu nha anh chị. Lăn bánh được 32.000 mai, xe đã trang bị tất cả các option. Phần cốp thì rộng rãi, cả nhà đi du lịch là thoải mái nha anh chị. Anh nào mà nhậu với đồng nghiệp tối về mà vợ không cho vô nhà, vô đây hạ hàng ghế thứ ba xuống nằm ngủ là thoải mái di vô. Ngủ một giấc tới sáng luôn nha anh chị, rồi sáng dậy xác định là cuốn đồ đi luôn đi, ai kêu đêm hôm không chịu năn nỉ, tại mình chứ tại ai. Xe chạy cực kỳ êm luôn nha chị, được trang bị bóng hơi nâng hạ gầm cam 360, lò boom meter, hai cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Xe được trang bị nội thất nâu cho chúng ta cảm giác rất là sạch sẽ. Anh chị nhìn đường chỉ đi, rất chắc chắn và vẫn còn như mới nha anh chị. Xe mẹt bình thường đã thơm, lên thêm chai nước hoa nữa, ôi rồi ơi, thơm thế nào mà chịu nổi. Mở cửa ra nhìn vô hàng ghế thứ ba thì cũng khá là vô cùng rộng rãi nha anh chị. Ngồi khá là thoải mái, da thì da cao cấp, ngồi rất là im. Điều hòa 3 vùng độc lập, ngồi chỗ nào cũng mát hết anh chị. Nhìn vô đường chỉ thì không thể nào mà chê được nha anh chị. Mời anh chị theo em ra xem khoang động cơ nha. Khoang động cơ thì được bên em dọn rất là sạch sẽ nha anh chị. Xin từng con ốc, xin từng đường keo kẻ chỉ. Bên em thì luôn cam kết với anh chị không đâm đụng ngập nước, không tua ô đô, hộp số máy móc nguyên bản, bảo hành hộp số máy móc 6 tháng khi bán ra hoặc 5.000 km. Anh chị cứ lấy về chạy thoải mái, phát hiện ra lỗi đâm đụng ngập nước, em sẽ đền tiền gấp đôi cho anh chị. Em bán ra là bao quay đầu cho anh chị nha. Anh chị chạy chán muốn đổi xe hay lên đời xe, cứ liên hệ với em sẽ mua cao hơn giá thị trường cho anh chị. Salon em đang cần mua thêm nhiều dòng xe lướt cho anh chị muốn bán thì liên hệ với em nha. Anh chị đang quan tâm đến dòng GLC 300 Formatic thì cứ liên hệ ngay cho em ạ. Cảm ơn anh chị.